Channel. Xin chào các bạn. NCC cũng vô luôn. NCC chơi vô luôn. Trời gì vậy? Cái gì vậy? Vụ gì vậy? Đánh son cho mẹ đó hả? Rồi, hôm nay bố mẹ con mình sẽ giới thiệu các bạn một hộp đồ chơi mới. Rồi nha. Trước khi quay là bạn Sushi phải đánh son cho mẹ với chị nữa để linh hình nhớ đẹp á. Đây là một hộp đồ chơi búp bê có baby. Một bầu có thể nhìn thấy con bên trong. Đúng không? Mở bầu ra được. À đây, rồi chúng ta sẽ nhìn đằng sau cái hộp nha. Người ta sẽ chỉ cho mình biết là cái bụng bầu đây nè, và có em bé nằm ở trong được luôn, và sẽ gỡ bụng bầu ra được luôn. Và muốn biết được có đúng như vậy hay không thì chúng ta sẽ gỡ ra và chơi thì mới biết được nha các bạn. Rồi, bắt đầu. Bụng bầu đây, tròn gió ơi. Quả trứng không quên. Rồi bây giờ mình sẽ gỡ ra nha. Cái bộ này quá nhỏ, sao vừa con em bé được. Để con bỏ em bé cho xem cái. Đây là một cái nôi. Cái nôi lắc lư cho em bé nè. Mày thử cho em bé vô đây đi. Không được, chắc là không được rồi. Chắc không được. Đây là cái nôi cho em bé nằm nè. Rồi dễ thương quá. Có hai cái nôi. Rồi mình để ở đây. Rồi, đây là cái nôi lắc lư luôn nè. Rồi, nhiệm vụ Vani là gỡ cái phụ kiện ra cho mẹ tiếp luôn. Và đây là nhân vật quan trọng nhất của chúng ta, chính là bà mẹ bỉm sữa. À quên, bà mẹ bầu. Giống mẹ Dương có bầu á. Rồi mình bỏ này ra nha. Bà mẹ bỉm sữa. Rồi, chúng ta sẽ coi coi cái bạn búp bê bầu này. Rồi các bạn ơi, đây là bạn búp bê có bầu của chúng ta. Bây giờ mình sẽ coi cái bụng nha. Đó, cái bụng có bầu luôn nè. Giống quả trứng. Giống quả trứng. Bây giờ mình sẽ gỡ cái bụng bầu này ra. Đó, thì là em bé sẽ nằm trong đây. Nhưng mà mẹ Dương thấy là em bé này rất là bự luôn. Thì sao mà chui vô được ta? Đó, nên chắc là sẽ không mẹ, chui được. Hộ khăn giấy nè. Ừ, khăn giấy để chúng ta có thể vệ sinh bỉm đích cho búp bê á. Rồi, rất là dễ thương luôn. Wow, giống mẹ không? Giống một bầu giống mẹ ha. Đó. Rồi bây giờ tiếp tục mình sẽ coi những cái phụ kiện của nó là gồm những cái gì nha. Sẽ có một cái xe ngựa lắc lư. Cho em bé có thể mở tủ ra được luôn nè. Ồ, xịn sò vậy. Mình có thể bỏ đồ này vô. Ôi, có ngăn tủ bên đây và hai ngăn tủ ở đây luôn. À, cái ngăn này là ngăn giả thôi, không mở được. Chỉ mở được ngăn này. Ngăn này. Với cái ngăn bên này thôi. Ồ, không lấy được luôn nha các bạn. Rất là xịn luôn, để tránh trường hợp là các bạn làm thất lạc á. Đó. Và cái khăn này người ta cũng dính chặt luôn. Rất là đẹp luôn, quá trời nôi luôn. Cái bộ đồ chơi này sẽ giống một đồ chơi gia đình nhà mẹ Dương quá. Toàn là em bé không à. Nhà mẹ Dương cũng có cái củi trên lầu á, để cho em bé Cherry nằm. Em bé ngồi được luôn. Và bộ này chúng ta có hai em bé lận. Rồi để mẹ Dương coi phụ kiện gồm những cái gì mà nhỏ nhỏ xinh xinh thế này. Ủa, ngăn kéo này đâu ra vậy? Cái này là cái gì ta? Cái này là bánh ăn của bé. Đây là những cái sữa tắm đồ nè. Một con vịt. À, cái muỗng ăn dặm nè. Cái muỗng để đút cho em bé ăn dặm. Mâm mâm mâm. Còn đây là cái cầm để mà mình ngậm nú nè. Cho em bé cầm cho em bé ngậm 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 á. Và đây nè, đồ chơi lục lạc. Đồ chơi lục lạc cho em bé cầm nè. Mẹ dễ thương luôn. Bình bú. Bình bú. Đó. Hai bình bú cho hai bạn. Bạn có thể làm rồi, có cả yếm nè. Yếm ăn dặm nè. Con đeo thử luôn đi. Để cho em bé mập quá. Ờ. Sao giường tầng đó? Nó cái đó là làm giường tầng. Cho em bé trai bé gái. Coi như là củi hai tầng hả? À, bạn Vani đã mặc yếm cho em bé này nè. Để khi nào mình ăn dặm mình sẽ đeo vô ha. Rồi cái muỗng đâu, cái muỗng ăn dặm đâu, cái chén ăn dặm nè. Đó, chén ăn dặm đây. Dục đi, dạ bộ, có cái muỗng ăn dặm đây rồi, đút nha. À, đút nè. Cho em bé vô đây ngồi đút nè. Rồi, chuẩn bị nha, chuẩn bị đút cho em bé ăn dặm nha. Nhưng mà sao cái này nó bị ngã lại này quá ta.
thiết kế sao cho em bé? Ai dành nhau hả? Dành nhau. Cho nó vô nằm, nó ngã về phía đó luôn. À, cái bụng bầu. Sushi nói mẹ bụng bầu đó, đúng rồi. Mình sẽ quay từ lưng này mẹ. Mình có thể bay rồi. Đúng rồi. Bên này để em bé nằm ở trong xong rồi nó sẽ quay 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 vậy nè. Bà mẹ. Đó, để em bé nhìn em bé thích á. Đây nè, mấy ngăn kéo này mình sẽ đựng những cái vật dụng nhỏ nhỏ như là những cái này nè con. Đó, con cho vô ngăn kéo con cất. Không có vô được mà ở trên thư viện nó không có vô được. Ừ, trên cái hộp thì nó nói là có vô được nè. Tìm sao mà vô được ta, em bé phải làm gì chứ. Không vừa các bạn ơi, hình ảnh chỉ là mang cái chất minh họa thôi. Còn em bé không vô được, cho được cái hộp khăn giấy vô thôi à. Cho cái nằm. À, cho con gấu vô nè. Đó, cái con vịt nè. Cho con vịt vô được coi. Đó, vừa y luôn, thấy không? Gắn bụng bầu vô. Gắn bụng bầu vô. Rồi các bạn ơi, hôm nay mẹ Dương khui bộ đồ chơi này ra cho ba chị em chơi rất là vui luôn. Nên bây giờ video clip sẽ kết thúc ở đây để ba chị em tiếp tục chơi bộ này. Chứ mẹ Dương thấy em Sushi quậy quá. Phương Phương bye Channel, bye. Xin bye chào bye. Và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nha. Sushi ơi, bye bye. Bà Vân thích nhất cái hộp thang giấy luôn. Rồi tạm biệt các bạn.